Dạ, sáng nay xin mời quý vị các bạn, chúng ta cùng về đi dạo quận Cờ Bảy sau Vũng Tàu Việt ngày đầu tuần. Hôm nay xin mời quý vị các bạn, chúng ta đi dạo ngày 12 tháng 3 năm 2018 vậy. Và trời còn có vừa sáng, lúc bình minh nên về sau Vũng Tàu Việt, xin mời quý vị các bạn.